Chào mừng anh chị trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thị trường của mình nổi đà phiên ngày thứ hai và kết quả là VN-Index của mình đóng cửa qua 1181, giảm gần 15 điểm, tương đương với 1.19%. Và ngày hôm nay có 120 mã tăng, 48 mã dự tham chiếu và 347 mã giảm. Bên chiều hướng của VN30 thì giảm ít hơn so với VN-Index. Ngày hôm nay VN30 giảm gần 6.32 điểm, đóng cửa qua 1242 và trong rổ v 30 có 10 mã tăng, không mà giữ tham chiếu và 20 mã giảm. Và dường như là ngày hôm nay có rất nhiều cổ phiếu đang xanh lăn ra sàn. Vậy à, em và chị sẽ cùng nhau đi bóc tách trong video ngày hôm nay nhé. Và đầu tiên anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để mà cập nhật được những cái thông tin quan trọng từ kênh YouTube của em. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua một vài cái thông tin sơ bộ về số liệu duyệt của nước ngoài và tự doanh trong phiên duyệt ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay, nước ngoài bán gần 270 tỷ, trong đó có Vinhome, Vietcombank, Masan, BID. Còn số liệu của tự doanh tiền ngày hôm nay họ mua rồng gần 100 tỷ. Khi thị trường của mình có những nhịp điều chỉnh thì em thấy số liệu của tự doanh đa số là họ sẽ mua rồng rất nhiều. Có thể là họ đang đầu tư trong một cái chu kỳ dài hạn khoảng từ 6 đến 12 tháng, thậm chí là 3 đến 5 năm. Nên đây là một trong những cái số liệu mà mình tham vấn chứ không phải là lời khuyến nghị đầu tư. Nên anh chị có một góc nhìn tích cực hơn đối với những cái số liệu này. Không phải là những cái khóa ngoại, những cái tự doanh họ mua những cái cổ phiếu như là FPT, băng, STB là ngày mai anh chị đổ tiền vào mua những cái cổ phiếu này thì cái quan điểm đầu tư nó sẽ khác khá là nhiều so với những cái tổ chức những cái quỹ lớn. Rồi sau khi đi qua về số liệu nước ngoài và tự danh thì những cái cổ phiếu trong ngày hôm nay tác động đến với thị trường của mình đó là có GAS, Masan, Vinamilk, MWG, GVR, DGC, Vinamilk và Ri. Bên chiều hướng tăng thì thấy là có các cổ phiếu trong rổ V30, đặc biệt là nhóm ngân hàng có BID, Techcombank, MBBank, CTG, STB, VPBank và ACB. Và dường như là nếu như mà anh chị đang cầm những cái cổ phiếu trên thị trường thì em nghĩ là 80 đến 90% anh chị đều rơi vào những cái khoản lỗ ngắn hạn. Và video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau phân tích và xử lý những cái cổ phiếu rơi trong ngày hôm nay. Vậy à, những cái cổ phiếu đó là những cái thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi qua về thị trường trước, sau đó mình sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu ha. Rồi thì anh chị có thể đặt lại những cái câu hỏi về cổ phiếu, về thị trường chung, về danh mục của anh chị để em có thể hỗ trợ chị trong những cái video kế tiếp. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua về VN Index. Ngày hôm nay thị trường của mình khối lượng giao dịch gần 560 triệu cổ phiếu và hầu hết là những nhà đầu tư hiện tại họ đang rất là chán nản với thị trường. Và ngày hôm nay thị trường của mình đã giảm gần về những cái vùng hỗ trợ đấy. Và theo quan điểm của em thì cái vùng hỗ trợ là một cái vùng đáy và hiện tại là quanh vùng 1160 thì có thể là ngày mai VN Index của mình test về những cái vùng này. Và đây là một trong những cái vùng mà thị trường test 3 lần mà nếu như cái vùng này mà thị trường test ba lần không thủng thì nó sẽ có những cái nhịp hồi phục hồi mạnh mẽ hơn. Còn nếu như thị trường ở đây vào ngày mai không giữ được cái mốc 1160 cũng như là gì à, không có những cái cổ phiếu dẫn dắt thì em nghĩ thị trường của mình sẽ rơi về những cái vùng bên dưới, thậm chí là có thể rơi về cái vùng 1.100. Em và anh chị sẽ cùng nhau xem về quá khứ, những lần thị trường của mình test ba đấy không thủng thì thị trường sẽ như thế nào. Thì để dẫn chứng hơn thì mình sẽ cùng nhau đi qua về cái chu kỳ năm 2018. Đó là cái chu kỳ đầu trend ha. Rồi đây là cái chu kỳ downtrend của thị trường này anh chị. Và thị trường của mình sau khi có ba nhịp ba uh, nhịp gãy thì nó sẽ có những cái nhịp phục hồi. Nhưng tại sao thị trường của mình giai đoạn hiện tại nó không phục hồi như quá trình của năm 2018? Bởi vì quá trình năm 2018 nó có xuất hiện một phiên gọi là phiên bùng nổ theo đà. Đó là phiên uh, phiên ngày 18 tháng 7 2018 anh chị. Đó là cái phiên bùng nổ theo đà. Và từ đó thị trường của mình mới có những cái nhịp phục hồi mạnh mẽ hơn. Còn hiện tại thị trường của mình đang chỉ là một trong những cái nhịp sóng hồi mà chưa xuất hiện bùng nổ theo đà nên cái vấn đề là cổ phiếu của mình thị trường chung quay quay trở lại test về những cái vùng đấy. thì đó cũng là một điều hết sức bình thường và mình cần chú ý vào cái phiên ngày mai đó là một cái phiên khá quan trọng khi tiệm cận về những cái vùng hỗ trợ qua 1160 nếu như vẫn giữ được những cái vùng này thì em nghĩ thị trường của mình sẽ khả quan hơn rất nhiều và bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi qua về một vài cái thông tin cũng như là những cái sự kiện mà khi thị trường test ba đáy không thủng ha rồi đây là giai đoạn gì anh chị đây là giai đoạn 2019, đó là một cái chu kỳ thị trường bắt đầu xe quay đi ngang sau những cái sự kiện chiến tranh thương mại đánh thuế qua lại của Mỹ và Trung Quốc và từ đó dẫn đến thị trường của mình đau trên vào năm 2018 và năm 2019 đó là chu kỳ phục hồi kinh tế và lúc này chỉ số GDP của Việt Nam 2019 phục hồi rất là phát triển và vượt xa kỳ vọng của quốc hội. Nên là gì? Nên là quá trình này là quá trình thị trường sẽ có những cái nhịp uh, sóng hồi ngắn và sẽ có những nhịp kiếm những cái biên độ lợi nhuận khoảng từ 10 đến 15% trong ngắn hạn và em thấy giai đoạn hiện tại thị trường của mình năm 2022 rất là giống như cái giai đoạn à, năm 2019 vậy à, mình sẽ cùng nhau xem xét anh chị thấy đấy, đây là cái quá trình anh chị đây là cái quá trình test đáy của một cái cổ phiếu cũng như là của một cái thị trường à đây là quá trình test đáy của thị trường khi test về những cái vùng à, quanh bao nhiêu anh chị quanh những cái vùng hỗ trợ quanh 930 940 đây mà test nhiều lần không thủng thì sao anh chị đây cái vùng 940 ở đây. Khi mà test nhiều lần không thủng thì khả năng VN của mình xác nhận đây là một trong những cái vùng đáy ngắn hạn và sẽ có những nhịp phục hồi kế tiếp. Và kế tiếp nữa anh chị, đây là những cái nhịp anh chị, đây là những cái nhịp mà thị trường test đáy mà không thủng nên anh chị. À. Thường trước khi có những nhịp tăng thì thị trường của mình phải test đáy liên tục rất là nhiều lần. Và nếu như nó test đáy không thủng thì sao? Thì rất dễ thu hút được những nhà tư lớn cũng như là thu hút được những dòng tiền mà những dòng tiền mới tham gia và kéo thị trường lên một cái biên độ khoảng từ 50 đến 100 điểm. Nên là giai đoạn ngày mai thị trường của mình mình cần phải chú ý. Đó là khả năng ngày mai và buổi sáng thị trường của mình sẽ có những nhịp bán tháo và đầu phiên. Và nếu như thị trường ngày mai mở một cái gáp giảm buổi sáng thì em nghĩ là sẽ khảo quan hơn để mà rủ bỏ nhà đầu tư. Sau đó sẽ là một cái phiên rút chân. Bởi vì thị trường đã có 3 lần test đáy quanh cái vùng bao nhiêu anh chị? Quanh cái vùng 1160 đây, 3 lần test đáy không thụng. Thì cái lần thứ ba sẽ là một trong những cái lần quyết định khá là quan trọng của thị trường của mình. Đó. Thì anh chị cần phải chú ý, nếu như ngày mai thị trường của mình mở gáp tăng đi thì em thấy là thị trường của mình vào buổi chiều sẽ có những nhịp quay trở lại lắp gáp và thậm chí là thủng cái vùng 1160. Còn nếu như ngày mai thị trường của mình mà mở một cái gáp giảm, mở một cái gáp giảm thì khả năng sẽ có những cái lực cầu cũng như là áp lực từ những nhà đầu tư họ vừa bán ra, áp lực call xin thì nó sẽ xảy ra và sau đó à, những cái lượng nhà đầu tư đó khi mà bị rủ ra khỏi thị trường thì sẽ có một mới họ tham gia vào thị trường họ định giá về những cái cổ phiếu và thị trường của mình sẽ có những nhịp rút chân nến trở lại và đó là một trong những cái điều kỳ vọng của em ha và nếu như ngày mai thị trường của mình nó biến động theo những cái kịch bản nào thì cũng sẽ cập nhật trong room cộng đồng vì vậy anh chị có thể tham gia vào dưới đường link room mô tả và anh chị có thể đặt lại những cái phần cổ phiếu cổ phiếu về danh mục cũng như là à, về những cái thông tin về thị trường em sẽ hỗ trợ anh chị trong khả năng của em rồi sau khi đi qua về thị trường thì anh chị cần chú ý là gì? Ngày mai thị trường của mình sẽ test về những cái vùng kháng cự, những cái vùng hỗ trợ quanh 1160 và đây là một trong những cái vùng khá là quan trọng. Và bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi qua về một vài cổ phiếu mà trong ngày hôm nay nó góp phần kéo thị trường giảm. Đó là cổ phiếu, đó là cổ phiếu bất sản ha, ANV. Thì ANV ngày hôm nay tiếp tục là một cái phiên gãy. Bóng kể về những cái vùng giá 44.5 ở đây thì cái vùng này là một trong những cái vùng hỗ trợ khá là cứng của nó thì khả năng ngày mai sẽ rơi về bao nhiêu anh chị rơi về những cái vùng giá à, tầm 42 ở đây và sau đó có những lực cầu bắt vào bởi vì đây là một trong những cái vùng hỗ trợ của nó mà khi cổ phiếu rơi về những cái vùng hỗ trợ ít nhiều sẽ có những cái lực cầu tham gia vào khối lượng ngày hôm nay của ANV khá là lớn và đây là một trong những cái vùng phân phối nặng của ANV rồi ha đây là một trong những cái vùng phân phối của nó và nó phải có quá trình gì anh chị phải có quá trình tích lũy trong giai đoạn sau thì em sẽ tham gia còn giai đoạn hiện tại nếu như mà anh chị đang kẹp với những cái cổ phiếu anv thì sao thì mình canh về những cái vùng hỗ trợ 42 43 ở đây nếu như có những nhịp hồi hồi lên được bao nhiêu hồi lên trên 45 thì anh chị cân nhắc anh chị hạ ra và một cổ phiếu rất ít khi nào mà cổ phiếu cắm đầu rơi từ bao nhiêu từ 60 mà về 25 hết anh chị rất là rất là khả năng rất là thấp nha mà nó sẽ có những nhịp gì anh chị sẽ có những nhịp tăng và kéo xả em lấy ví dụ đây là giai đoạn gì anh chị đây là giai đoạn cổ phiếu của mình rơi vào giai đoạn tháng 6 2021 và khi cổ phiếu rơi đạt đỉnh thì sao anh chị? Thì nó rơi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó. Và khi nó rơi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới thì nó sẽ có những cái lực cầu, những cái lực mà nhà tư cá nhân họ thấy đây là một trong những cái vùng định giá rẻ thì họ sẽ mua lên và bắt đầu có những nhịp phục hồi lên trở lại. Nên đối với cá nhân em khi mà những cái cổ phiếu rơi, rơi về những cái vùng hỗ trợ, chết anh chị đừng bán nữa. Anh chị không mua nhưng anh chị đừng bán và anh chị chờ về những cái vùng À, cổ phiếu bật lại anh chị có thể xử lý và thường em thấy những cái cổ phiếu này nó sẽ bật lại sau phiên chiều và nếu như ngày mai trong phiên chiều anh chị mà cổ phiếu khoảng 2 giờ 15 mà không có những lực cầu vào mà cổ phiếu vẫn bị bán khối lượng lớn thì em nghĩ là gì đây là một trong những cái vùng hỗ trợ yếu và mình cân nhắc là mình phải hạ ra tránh những cái dịp mà cổ phiếu rơi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới và đó là góc nhìn của em và em hy vọng là sẽ hỗ trợ anh chị à, trong phiên ngày mai rồi sau khi đi ANV thì mình còn cổ phiếu như anh chị VHC VHC thì nó cũng đi theo ANV ha. Khi mà ANV và VHC rơi thì những cái cổ phiếu này rơi. Và tại sao nó rơi anh chị? Có nghĩa là trong quý 2 kết quả kinh doanh của thủy sản thì khả năng là sẽ đạt đỉnh rồi. Quý 1, quý 2 khả năng là đạt đỉnh. Nên trong quý 3 nó sẽ không còn kỳ vọng nữa. Nên giai đoạn này những nhà đầu tư tăng trưởng họ sẽ không đổ tiền vào mua những cái cổ phiếu này. Thay vào đó họ sẽ mua vào những cái cổ phiếu mà họ đang kỳ vọng trong kết quả kinh doanh quý 3. Thì tí nữa em sẽ đi sâu hơn về những cái mã cổ phiếu mà nó có liên quan đến kết quả kinh doanh quý 3. Còn những cái mã kết quả kinh doanh quý hai đã đạt về những cái vùng đỉnh lợi nhuận Đỉnh lợi lợi nhuận và đỉnh gì do trên thu thì khả năng như thế nào anh chị? Khả năng những cái cổ phiếu này không còn những cái kỳ vọng nữa và nó sẽ có những nhịp hồi. Tuy nhiên những cái nhịp hồi là những cái nhịp mà anh chị canh hạ ra và đối với VHC thì nghĩ ngày mai phải nhúng về những cái vùng giá dưới 80 và sau đó kéo lên. Và khi nó kéo lên như thế này thì anh chị cân nhắc mình hạ chứ đây không phải là vùng mà anh chị mua ha. Và anh chị xem về quá khứ là khi cổ phiếu này rơi bao nhiêu anh chị? rơi về những cái vùng đỉnh từ những cái vùng đỉnh rơi khoảng 26% và rơi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới thì khả năng sẽ có những cái lực cầu từ những nhà đầu tư cá nhân họ mua và kéo lên. Đó. nên anh chị muốn xử lý thì anh chị chờ phiên ngày mai, à, có thể là gì? Có thể buổi sáng sẽ là một cái phiên giảm điểm nhưng sẽ có những lực cầu tham gia vào và anh chị muốn xử lý, anh chị muốn bán thì phải chờ những cái phiên đó. Rồi cái tiếp là gì? Cái tiếp là IDI EDI thì trong những video trước thì em có chia sẻ là gì? Nếu như con ANV và VHC rơi thì khả năng EDI nó sẽ rơi theo. Và đối với EDI thì khả năng sẽ rơi về những cái vùng giá 15 bên dưới ha. Đó, khả năng rơi về những cái vùng giá 15. Bởi vì đây là một trong những cái cổ phiếu mang tính chất rất là bỏ cung. Khi nó tăng thì là tăng trần, mà khi giảm thì cũng mới giảm sàn. Nên anh chị nào đang cầm với những cái cổ phiếu này, em nghĩ chí ít là gì? Anh chị cân nhắc mình hạ ra cái quy mô và mình không ưu tiên nắm giữ với cái tỷ trọng cao với cổ phiếu IDI. Và sau khi đi qua về những ngành thủy sản mình đi cái tiếp đó là một vài cái nhóm ngành, nhóm ngành mà kết quả kinh doanh quý 2 của nó có thể là đã đạt vào à, cái định lợi nhuận. Có thể là gì? Có thể là à, mà anh chị, em nghĩ là anh chị cũng đã đoán ra đó là dòng cổ phiếu cảng biển ngày hôm nay. Và tại sao ngày hôm nay HHH rơi? Bởi vì cái cổ phiếu kết quả kinh doanh của HHH có khả năng giống như các cổ phiếu thị sản là cái sự kỳ vọng của các doanh nghiệp này nó đã hết và đây là quá trình phản ánh vào giá quá trình Trung Quốc lockdown và quá trình zero covid của Trung Quốc thì đây là quá trình gì tăng trưởng của cổ phiếu và giai đoạn hiện tại là quá trình gì đây là quá trình phân phối của nó và đối với HH thì khả năng ngày mai sẽ rơi về những cái vùng giá 60 ở đây và khi rơi về những cái vùng giá này sẽ bật lên trở lại đó là cái góc nhìn tích cực của em và nếu như nó rơi vào những cái vùng này mà không bật lên thì sao anh chị thì khả năng anh chị phải chạy thôi bởi vì sao mình phải luôn chủ động với thị trường mình phải luôn chủ động với cổ phiếu nếu như nó có những nhịp phục hồi thì em kỳ vọng là gì nó những tài khoản của anh chị sẽ bớt lỗ hơn và anh chị sẽ cắt ra mà mình sẽ tập trung vào những giai đoạn sau trong giai đoạn hiện tại mà nếu như mà anh chị vẫn cố đắm ăn soi khi nó không có những lực cầu rồi mà anh chị kiên quyết là anh chị nắm giữ thì nghĩa là trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng thì cái khoản lợi nhuận của anh chị sẽ không có và anh chị sẽ rơi vào những cái khoản lỗ từ 25 đến 30 phần ngoài ra là còn có gì còn có chơi ha chơi ngày hôm nay vẫn không giữ được những cái vùng hỗ trợ quanh 50 nhưng đối với chơi thì đây là một trong những cái vùng hỗ trợ của nó khá là cứng mà liên tục đâm mà sau đó có những lực cầu kéo lên thì mình vẫn kỳ vọng với những cái cổ phiếu kênh trên như là GMADF, HKH, ANV, VHC nó ngừng rơi thì khả năng thị trường của mình sẽ có những nhịp phục hồi lại trở lại và những cái nhịp đó là những nhịp mà chỉ cần phải xử lý cổ phiếu chứ không phải là những nhịp mà anh chị mua thêm. Sau khi đi qua về những ngành cảng biển và những ngành thủy sản thì mình đi tiếp về những ngành bán lẻ mình nói về BNG thì trong những cái video trước em có chia sẻ là BNG là một trong những cái cổ phiếu khá là kỳ vọng trong kết quả kinh doanh của nó. Tuy nhiên về vấn đề là gì anh chị về vấn đề thị trường trung yếu thì những cổ phiếu này nó không đánh lên mà thay vào đó nó phải cần một thời gian tái tích lũy và về trên xu hướng của BNG thì em thấy là gì trên xu hướng của nó vẫn đang khỏe hơn rất nhiều so với những cái cổ phiếu khác tuy nhiên với BNG thì hiện tại đang gặp những gáp lực bán cũng như là một số cái thông tin về BNG có thể bị loại ra khỏi rổ V30 thì nó cũng là tác động đối với cổ phiếu BNG trong phiên ngày hôm nay và ngày hôm nay anh chị thấy trong phiên ATC có một cái lực cầu mua vào kéo cái cổ phiếu này đóng cửa qua 118 thì em đánh giá khi cái cổ phiếu này nó có những cái lực cầu qua đây thì à, cổ phiếu này trong phiên ngày mai sẽ có những nhịp phục hồi lại và khi những cái cổ phiếu kênh trên những cái cổ phiếu trụ phục hồi thì nó sẽ kéo thị trường của mình phục hồi trở lại còn về những cái điểm mua hiện tại không có điểm mua rồi mwg mwg là cái cổ phiếu giai đoạn gần đây mà bị không ngoại bán rất là nhiều anh chị Khối ngoại bán vài trăm tỷ từ cái vùng đá 77 ở đây sau khi chia cổ tức thì những cái cổ phiếu này nó đã hết cái sự kỳ vọng của à, từ thu hút của các nhà tư tự doanh cũng như là các nhà tư khó ngoại và hiện tại đang rơi vào những cái vùng giá tích lũy trước đó của nó vùng 65 thì đây em nghĩ là gì đây là một trong những cái vùng hỗ trợ khá là cứng của nó rồi và khi những cái cổ phiếu này rơi về những cái vùng hỗ trợ cứng chiết sẽ có những cái lực cầu bắt vào và chiết nó sẽ kéo thị trường của mình trở lại khoảng từ 10 đến 15 điểm và những cái nhịp đó anh chị cần phải chú ý xử lý những cái cổ phiếu nào đang rơi mạnh chứ không phải anh chị tư duy là những cái cổ phiếu rơi rơi mạnh thì sẽ như một cái quả bóng tennis và sẽ bật tăng lại thì cái tư duy đó trên thị trường chứng khoán thì nghĩa là nó sẽ không hợp lý rồi sau khi đi qua về nhóm bán lẻ thì mình sẽ đi qua về nhóm ngân hàng trong ngày hôm nay. Và nhóm ngân hàng là một trong những cái nhóm mà giữ thị trường. Nếu như không có nhóm ngân hàng trong ngày hôm nay, em nghĩ thị trường của mình đã bay 25 thậm chí là 30 điểm hết sức bình thường. Và cổ phiếu đầu tiên em muốn chia sẻ với anh chị là STB. Và đối với cổ phiếu STB ngày hôm nay là một cái phiên tiền vào khối lượng khoảng 30 triệu cổ phiếu sau khi một số thông tin là tự doanh và nước ngoài à, họ đang mua cổ phiếu này rất là nhiều. Thì anh chị có thể xem trên một số cái thông tin là khối ngoại và tự doanh giai đoạn gần đây họ ưa thích, rất là ưa thích với các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán. Vì thế đó là một trong những cái động lực mà khiến thị trường của mình ngày hôm nay chứng lại đã rơi. Còn hiện tại những cái cổ phiếu này đã mua được hay không em? Thì em nghĩ cổ phiếu này không còn điểm mua nữa. Và anh, anh chị nào đang có hàng thì em nghĩ là anh chị thích hợp nắm giữ. Và target của nó có thể rơi vào những cái vùng giá 24. Dòng tiền ngày hôm nay có sự uh, tăng trưởng. Thì em nghĩ là gì? nếu như mà thị trường ngày hôm nay không bị bán tháo thì cổ phiếu STB nó bật tăng trần rồi anh chị. Bởi vì ngày hôm nay có BID bật tăng trần. Tuy nhiên thị trường của mình bị bán tháo bởi những cái cổ phiếu kênh trên, bởi những cái cổ phiếu mà nó đã, hết chu kỳ, hết báo cáo tài chính quý 2, hết và những cái sự kỳ vọng thì nó sẽ rơi. Và khi những cái cổ phiếu đó rơi thì sẽ có một cái lớp cổ phiếu mới kỳ vọng trong những cái kết quả kinh doanh quý 3. Và đây là một trong những cái mã cổ phiếu mà kết quả kỳ kỳ vọng trong quý 3 của nó khá là khả quan đó là nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng. Và tại sao em lại nói ngân hàng? Thì anh chị có thể xem qua về một vài cái thông tin về nới rung tín dụng. Thì khả năng cuối tháng 7, ngân hàng nhà nước sẽ chấp thuận và nới rung tín dụng. Và một vài cái cổ phiếu, mà một vài cái công ty, một vài cái ngân hàng mà được nới rung tín dụng cao nhất. Không thể nhắc đến đó là VB Bank, sau đó là MB Bank và Tiên Phong Bank. Thì anh chị có thể tìm hiểu thêm về những thông tin đó. Và hiện tại là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng tín dụng của ngân hàng à, trong quý 2 của mình nó cao hơn so với quý cùng kỳ khoảng 4 phần trăm anh chị và con số đó là một con số rất là khả quan và em kỳ vọng những cái nhóm ngành ngân hàng sẽ đỡ thị trường trong giai đoạn ngày mai và ngày mốt và ít ít nhất là gì? ít nhất những cái cổ phiếu này sẽ không khiến thị trường của mình rơi nên anh chị nào đang cầm với những cái cổ phiếu nhất là mình chặn lại thậm chí là anh chị có thể thực hiện chốt lại hóa để mà mình có thể mình thu tiền về và tập trung vào những cái cổ phía sau ngoài ra là có những cái cổ cụ cổ phiếu BAD. Ngày hôm nay có những nhịp bật tăng trần và dòng tiền vào khá là thuyết phục. Và khi rơi vào những cái vùng kháng cự thì chiết sẽ gặp những cái lực bán từ những nhà đầu tư, những nhà đầu tư chốt lãi và những nhà đầu tư gì anh chị, những nhà đầu tư họ cắt lỗ khi mà họ về bờ. Còn điểm mua hiện tại đối với những cái cổ phiếu này thì em, em thấy là sẽ không có điểm mua và nó sẽ có một quá trình điều chỉnh tích lũy quanh những cái vùng giá 35.5 ở đây, 36 đây một thời gian trước khi có những cái nhịp bật tăng trở lại. Rồi, à, cái tiếp là gì? Cái tiếp là VIP VIP giai đoạn trước bật tăng cũng rất là tốt ha, bật tăng từ những cái vùng giá 17.5 đến hiện tại là khoảng 41%. Và những cái cổ phiếu này khi mà về những cái vùng kháng cự đây thì sẽ gặp rất là nhiều áp lực bán từ những nhà đầu tư. Thành ra là ngày hôm nay những cái cổ phiếu này chững lại thì nó cũng là một điều hết sức là bình thường. Và khi những cái cổ phiếu này chững lại đồng nghĩa là gì? Thị trường của mình sẽ xuất hiện những cái nhịp xe quay ngắn và khi những cái cổ phiếu này bắt đầu anh chị bắt đầu có những cái quá trình điều chỉnh thì khả năng thị trường của mình sẽ rơi vào những cái nhịp điều chỉnh kế tiếp nên nếu như mà những cái cổ phiếu này mà nó vẫn tiếp tục kéo thị trường thì thị trường của mình sẽ tích cực khả quan hơn và khi nó tích cực ở đây không phải là để anh chị mua cổ phiếu mà là để anh chị xử lý những cái cổ phiếu đó còn hiện tại với những cái cổ phiếu ngân hàng nó tăng nó tăng hình chữ V thì mình không có những cái điểm mua và mình phải chờ những quá trình tích lũy trong một cái biên độ nhất định à, vào giai đoạn sau có thể là tầm hai ba tuần nữa khi có điểm mua thì em sẽ cập nhật cho anh chị sau khi đi qua về những ngành ngân hàng mình đi tiếp về những ngành chứng khoán đó là SSI SSI ngày hôm nay giảm hai phần trăm khi mà lực lực bán ngày hôm qua cũng khá là mạnh thì đối với những cái cổ phiếu này thì em nghĩ là đây mới là một trong những cái quá trình tạo đỉnh một của nó thì nó sẽ tiếp tục kéo tiếp và nó kéo tiếp để làm gì anh chị kéo tiếp để mà phân phối nốt cái lượng hàng của nó ra và hiện tại đối với những cái cổ phiếu chứng khoán thì nó sẽ không xuất hiện điểm mua và anh chị nào đang có hàng thì anh chị cân nhắc là mình giữ hoặc là mình chặn lại tránh những cái việc mà cổ phiếu của mình rơi vào những cái khoản lỗ VND, VND ngày hôm nay giảm 3.1% thì khả năng ngày mai như thế nào? Khả năng ngày mai sẽ rơi vào những cái vùng giá khoảng 17.5 ở đây và à, em kỳ vọng những cái cổ phiếu này không gãy sâu và sẽ đỡ thị trường kéo lên thêm một giai đoạn nữa. PCI, VCI ngày hôm nay giảm 0.8% và trong phiên có những lúc bật tăng 1.28% và khả năng ngày mai quay về đây lắp cái gáp khoảng giá 35 và sau khi lắp cái gáp thì gáp ở lúc này sẽ đóng vai trò là hỗ trợ và khi về những cái vùng hỗ trợ sẽ bật tăng lên trở lại. Sau khi đi qua về những ngành chứng khoán thì mình sẽ đi qua về một vài cái nhóm ngành mà ngày hôm nay bị giảm sàn đó là nhóm ngành năng lượng. Mình sẽ nói về GEG. Ngày hôm nay GEG vào buổi sáng có những nhịp giảm khoảng 4% nhưng sau đó có những nhịp cầu bắt vào kéo khoảng giảm tầm 2% thôi dưới áp lực của những nhà đầu tư cá nhân mà họ hoảng toàn họ bán thì những cái cổ phiếu này cũng phải chịu áp lực và ngày hôm nay cổ phiếu này giảm sàn với khối lượng cũng khá là lớn. Thì đây là một cái phiên gì? Đây là một cái phiên bán tháo của nhà đầu tư tổ chức và cũng như là nhà đầu tư cá nhân. Và đối với em thì khả năng ngày mai cổ phiếu này sẽ rơi vào những cái vùng giá khoảng à, dưới 21 ở đây. Và khi rơi vào những cái vùng giá này cũng là một trong những cái vùng hỗ trợ của nó. Mà giai đoạn trước khi test về những cái vùng này không thủng thì khả năng sẽ kéo lên nên đối với những cái cổ phiếu GIG thì mình cân nhắc về những cái vùng hỗ trợ 21 khi có những lực cầu kéo lên thì em nghĩ là đó là một trong những cái nhịp hạ chứ không phải là những cái nhịp mua và nếu như sau 2 giờ 15 những cái cổ phiếu này không thu hút được những cái dòng tiền thì sao chị thì mình cũng phải chấp nhận mình cắn rằng mình bán những cái vùng giá à, gần quanh 21 tránh những cái việc mà những cái cổ phiếu này rơi sau thêm bởi vì thị trường hiện tại của mình đang bị những áp lực bán từ những nhà đầu tư tổ chức nè từ những nhà đầu tư cá nhân thành ra thị trường của mình nó rất là khó đoán mà khi thị trường khó đoán thì cái việc đầu tiên của mình cần làm là quản trị danh mục và quản trị rủi ro Kế tiếp là gì? Cái tiếp Paris, Ri ngày hôm nay cũng bị áp lực bán, đặc biệt là Ri trong rổ V30, thành ra là gì? Đây cũng là một vài cổ phiếu mà bị lao ra để mà điều tiết trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và đối với Ri thì khả năng ngày mai rơi về những cái vùng giá à, dưới khoảng 76 ở đây và sau đó có những lực cầu bắt lên trở lại. pc 1 pc 1 ngày hôm nay cũng bị bán ha bị bán gần sàn ha. Nhìn chung mình những cái cổ phiếu ngày hôm nay rơi thì nó rơi về những cái vùng giả hỗ trợ của nó rồi thì mình cắn răng mình chịu nhiệt tầm uh, sáng mai. Nếu như mà có những lực cầu vào thì đó là một trong nhiệt mình hạ ra. Đối với những anh chị nào đang cầm với những cái cổ phiếu em vừa chia sẻ. Rồi, cái tiếp là bao. Bao ngày hôm nay uh, giảm 3.7% nhìn chung là gì, nhìn chung đây là một trong những cái vùng hỗ trợ cũng khá là ổn định của nó và nó không giảm sàn như là GEG hay là BC1. Tuy nhiên khối lượng bán của nó cũng nó của nó vào cuối phiên ATC cũng khá là cao. Và mình cần quan sát với những cái cổ phiếu này. Và đối với bao thì em nghĩ là sẽ có những nhịp test về những vùng giá 13.5 và khi test về đây thì mình canh xử lý chứ hiện tại không phải là điểm mua nữa bởi vì thị trường của mình đang khá là yếu và thị trường đang thiếu một phiên bùng nổ thế đà và mình phải quan sát trong những phiên sau ví dụ như ngày mai thị trường của mình rút chân nến thể hiện một cái nến có lực mua mạnh và trong những cái phiên kế tiếp thị trường của mình xuất hiện bùng nổ thế nào thì em sẽ view với thị trường một cái góc nhìn tích cực khác còn giai đoạn hiện tại thị trường của mình đang cho thấy là thị trường đang suy yếu và không có những cái dòng dẫn từ những cái cổ phiếu kênh trên cũng như là những cái kết quả kinh doanh của quý hai với những cái cổ phiếu tấp đầu đang bị chuyển giao qua những cái cổ phiếu kết quả kinh doanh của quý 3 thành ra thị trường của mình có rất là nhiều sự biến động và sắp tới trong tháng 7 của mình từ ngày 8 tháng 7 thì khả năng là gì khả năng sẽ có những nhịp điều chỉnh bởi Mỹ sẽ công bố về tỷ lệ làm tỷ lệ thất nghiệp là giai đoạn này giai đoạn cũng khá nhiều sự kiện Và đối với em thì em nghĩ là những cái cổ phiếu mà khi mà mình kỳ vọng nó tăng trưởng mà nó không mực tăng được thì mình phải xử lý những cái cổ phiếu đó nên anh chị khách hàng của em đang xem video thì mình có thể là gì? mình xem mình nắm thêm một cái phần tham khảo và trong phiên việc ngày mai em sẽ cập nhật về những cái cổ phiếu mình đang nắm giữ cũng như là cách xử lý hoặc là cách chốt lại cắt lỗ rồi sau khi đi qua về một vài nhóm cổ phiếu cũng như là một vài mã cổ phiếu tâm điểm ngày hôm nay thì em không biết là anh chị có những thắc mắc về cổ phiếu nào hay không thì anh chị có thể đặt lại dưới cái phần bình luận em sẽ hỗ trợ anh chị khác và bây giờ mình sẽ đi qua về những ngành dầu khí đi ngày hôm nay BXR test về những cái vùng giá bên dưới thì khả năng ngày mai sẽ rơi về những cái vùng giá 25 ở đây thì 25 vẫn là một trong những cái vùng kháng cực, à, một trong những cái vùng hỗ trợ mạnh của nó ha và mình sẽ chờ những nhịp bật tăng lên trở lại khối lượng bán ngày hôm nay cũng không thực sự là quá lớn như những phiên trước chủ yếu là những nhà tư cá nhân họ bán ra thôi thì mình cần quan sát trong phiên giao dịch ngày hôm nay rồi BVS thì sao BVS ngày hôm nay giảm 3.2% lăn quanh quanh những cái vùng đáy này thôi khả năng là gì khả năng sẽ tạo đáy ở quanh đây mất thời gian khá là lâu nên uh, với những cái cổ phiếu mà mình đánh ngắn không được á thì mình cân nhắc là mình hạ ra và tập trung cho mình đoạn sống sau. Rồi uh, sau khi đi qua về một vài cổ phiếu dầu khí thì mình nói về những anh đạm đi. Đạm ngày hôm nay giảm gần sàn ha, thì đạm em có chia sẻ rất nhiều đây là một trong những cái vùng phân phối của nó rồi. Thì anh chị có hàng thì anh chị cân nhắc là có những nhịp hồi chị hạ ra, còn điểm mua hiện tại không có những cái điểm mới ha. Ra của nó cũng sẽ khá là cao. Đạm Phú Mỹ ngày hôm nay giảm sàn luôn ha. Thì đương nhiên là trong một cái xu hướng giảm anh chị nó sẽ có những nhịp bật tăng trở lại. Anh chị đừng nên quá bi quan. À, trong một xu hướng giảm sẽ có những nhịp bật tăng trở lại đây ví dụ này nhưng những nhịp tăng là những nhịp mà anh chị hạ ra nha không phải những nhịp mà anh chị mua vào đâu bởi vì cái độ rủi ra của nó khá là cao tiếp là MIG MIG ngày hôm nay có những cái nhịp mà trong phiên nó kéo xanh nhưng dưới áp lực của những nhà đầu tư thì cũng bị bán sàn và về những cái vùng giá 23.5 này và là một trong những cái vùng mà anh chị hỗ trợ khá là cứng của nó thì em nghĩ ngày mai nhúng vào đầu phiên sáng và buổi chiều sẽ có nhịp phục hồi trở lại khối lượng bán ngày hôm nay cũng không quá lớn và trong cái bối cảnh là gì châu Âu và châu Mỹ vẫn đang báo cáo là lạm phát của nó đang ở mức rất là cao thì với những doanh nghiệp bảo hiểm thì nghĩ là vẫn sẽ được hưởng lợi và sẽ có những nhịp hồi cho anh chị nào đang cầm với cái cổ phiếu MIG này ha. Rồi và bây giờ sẽ tới phần hỗ trợ câu hỏi của các anh chị trong room cộng đồng thì anh chị có thể là à, anh chị có thể đặt lại những cái câu hỏi ha để em sẽ hỗ trợ anh chị trong những video kế tiếp. HDG GEG -G. HDG HDG ngày mai rơi vào những vùng giá 50 bậc tăng lên lại thôi thì mình quan sát ngày hôm nay thì em thấy là khối ngoại họ mua rất là nhiều trăm nghìn cổ phiếu HDG trăm triệu luôn thì mình quan sát những cái cổ phiếu này xem như thế nào còn hiện tại là thấy là uh, những cái cổ phiếu này nó mang tính chất là gì mang tính chất là khá là bo cung tăng cũng rất là kinh mà giảm cũng rất là kinh nên đối với cá nhân em thì mình nghĩ là mình nên cân nhắc là mình cầm tiền không mua với những cái cổ phiếu này kể em có phân tích rồi ha TNG TNG ngày hôm nay giảm khối lượng rất là lớn thì khả năng ngày mai uh, nhúng và bật lên mà nếu như những cái vùng ở đây mà nó không giữ được thì sao anh rơi vào những vùng giá 25 nên giai đoạn này chỉ chị cần phải cẩn thận nếu như có những nhịp hồi là một trong những nhịp mà anh chị cần nên xử lý cổ phiếu chứ không phải là những cái hồi oh, ha VVS, em có trả lời rồi ha rồi um, Đức Xanh Nam Kim Đức Xanh Đức Xanh ngày hôm nay thì giảm cũng ít hơn bởi vì giai đoạn trước nó đã giảm rồi thì khả năng sẽ rơi vào những vùng giá quanh 18 ở đây thì sẽ bật lên trở lại và mình quan sát thôi còn những cái nhịp này thì nó rơi vào những vùng tích lũy trước của nó rồi mình không biết là nó sẽ tích lũy mất bao lâu tuy nhiên và những điểm mua hiện tại không có năm kim ngày hôm nay đánh lên mà thị trường yếu thì cũng bị rũ lại thì khả năng ngày mai sẽ làm quanh giá 17 ở đây thôi 17 17.5 đây thôi không em nghĩ là cổ phiếu này không gãy quá sâu đâu bởi vì đây là một trong những cái vùng cân bằng của nó rồi đó nó đang cân bằng rồi BVT, à, BVT ngày hôm nay rút chân đến đây cũng khá là ổn ha, mình dần ở vị thế quan sát lực bán cũng không mạnh dừng vị thế quan sát hút giữ hay bán hag mua mới được không hag anh thấy không mua mới được nha nếu mà chị mua thì khả năng chị bị upbo khá là cao hút à? hút thì nghĩ là mình quan sát cái vùng giá 26 chấm 25.5 ở đây nha nếu như thủng 25.5 thì mình bán những cái cổ phiếu này mang tính chất bỏ cung thì nó phải cần mất thời gian tích lũy đây khá là lâu trước khi đánh lên Hiện tại không mua mới được đâu ha Nếu như những cái cổ phiếu này mà thị trường của mình rơi là Nó sẽ rơi rất là sâu đấy Mình không biết nó rơi về bao nhiêu Nhưng nhìn chung là ngày hôm nay cổ phiếu này thể hiện là lực Lực mua của nó cũng khá là yếu rồi Thì khả năng quay về lắp cáp ở quanh những cái vùng 8.8 ở đây rất là cao Mình quan sát thôi Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay anh chị đang có thắc mắc về cổ phiếu về thị trường chung có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là bình luận dưới video em sẽ hỗ trợ anh chị và nhìn chung là thị trường ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà khá là đáng buồn cho những anh chị nào đang cầm cổ phiếu tuy nhiên nó sẽ là cơ hội nếu như mà anh chị biết nắm bắt trong giai đoạn sau bởi vì nếu như những anh chị nào mà mình trải qua trong giai đoạn trong giai đoạn 2018 anh chị đó là sự kiện gì anh chị chiến tranh thương mại mỹ trung khi mà hai bên đều áp đặt những cái cái luật thuế bên nhau và thiệt hại hàng trăm tỷ USD không chỉ là Mỹ và Trung thiệt hại đâu anh chị mà những cái nước lân cận như là Việt Nam nè Châu Á nè hay thậm chí là Châu Âu nè cũng bị ảnh hưởng nhưng sau đó thì sao chị sau đó sẽ có nhiều phục hồi trở lại và nếu như anh chị không dám tham gia vào anh chị sợ hãi với thị trường anh chị rút ra những giai đoạn này thì làm sao anh chị kiếm tiền được những giai đoạn này nên đối với em giai đoạn hiện tại đó là một giai đoạn gì rủi ro nhưng nó vẫn sẽ tồn tại cơ hội trong đó quan trọng là gì mình phải giữ được tiền và mình phải quản trị danh mục sao cho tối nhất và đối với thị trường này nếu như mà mình không ổn mình thấy thị trường của mình bất thường thì mình phải chấp nhận cắt lỗ và đó là cái cách bảo bảo vệ tài khoản của mình nếu như mà anh chị rơm vào những cái khoản lỗ ngắn 10 15 phần trăm thì em tự tin với anh chị là trong một cái xu hướng trên cái việc mà hoàn lại vốn của anh chị 15 phần trăm rất là dễ dàng đó, nếu như mà anh chị đồng hành với em lâu thì anh chị biết là cái tỷ suất sinh lợi nhận trong những cái giai đoạn gì anh chị trong những giai đoạn trước đó nè đây những giai đoạn gì Room khách hàng của em tỷ, suất sự lợi cũng khá là cao. Nhưng đây là một trong những cái sự kiện về uh, Fed nè, tăng lãi suất nè và báo báo cáo là gì? Cái mức độ lạm phát ở mức rất là cao thành ra nó nhiễu sống đến thị trường của mình và khiến thị, thị trường của mình rơi trở lại. Và cái em đang cần là gì? Cái em đang cần là thị trường của mình không thủ thủng 1160 và nó sẽ mở ra trong những chu kỳ sau. Nên giai đoạn này cho dù À, những cái cổ phiếu của mình sai đi thì mình cũng phải chấp nhận cắt lỗ và đối với cá nhân bản thân em cắt lỗ nó không phải là xấu và nó là cái cách mà bảo vệ tài khoản của mình tốt nhất và cảm ơn anh chị đã xem và anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để mà cập nhật được những cái thông tin mới nhất từ kênh youtube của em ha chúc anh chị một buổi tối ngon nhất và ngày mai mình sẽ kỳ vọng là một cái phiên rút chân đối với vn xin cảm ơn anh chị